Hai bí mật tuổi về già nhất định phải giấu kỹ. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Quà Tặng Cuộc Sống. Quý vị thân mến, đã là con người, ai cũng có yếu điểm và ai cũng có những chuyện riêng tư muốn giữ làm bí mật, không chia sẻ với người khác. Bản thân bạn chắc chắn cũng không muốn bị nhiều người biết được rồi lấy đó để uy hiếp. Chính vì vậy, cách tốt nhất chính là giữ kín cho bản thân. Đến bí mật của chính mình mà quý vị còn không thể giữ thì đừng trông chờ điều đó ở người khác. Lòng dạ con người thâm sâu khó đoán, khó đo lường, có thể khi vui vẻ không sao, nhưng khi tình cảm rạn nứt hoặc không còn như trước thì những bí mật lại trở thành thanh gươm sắc bén, quay lại đâm chính quý vị. Vì vậy, để đề phòng lúc không hay thì bạn đừng bao giờ đem những bí mật của mình ra tâm sự với người khác. Đặc biệt là hai chuyện sau đây nhất định phải giấu thật kỹ, nhất là khi về già. Một khi tiết lộ ra, bạn sẽ có thể gặp nhiều chuyện không hay hoặc bị kẻ xấu lợi dụng đấy ạ. Vậy hai điều đó là gì? Vì sao chúng ta không nên tiết lộ? Nếu quý vị cũng đang tò mò thì đừng rời mắt khỏi màn hình nhé. Chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị ngay trong video ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Điều đầu tiên đó là những tin đồn mà chúng ta nghe được từ miệng của người khác. Trong xã hội hiện nay, nhu cầu thông tin là điều mà ai cũng có. Đặc biệt là người ta thường có xu hướng nghe những tin tức giật gân, sốt dẻo liên quan đến một cá nhân hay một tổ chức nào đó. Quý vị có ngầm sửa đổi thông tin, chắc là ở đây cũng thích nghe những câu chuyện như thế. Nhưng nghe được thì cũng để đó, biết vậy thôi nhé. Bạn đừng dại mà mang nó đi kể hết cho người này đến người khác. Không chừng có một ngày, cái miệng lại làm hại cái thân đó. Cuộc sống là thế, sẽ luôn có những người lớn hơn, chu đáo hơn và lo lắng cho những người và những thứ xung quanh quý vị. Vì vậy, thỉnh thoảng bạn sẽ nghe người khác đàm tiếu, không thể giấu ở trong lòng và đem ra bàn luận. Nhưng người xưa đã nhắc nhở, nếu người đến tuổi trung niên mà muốn được nhận được sự kính trọng của thế hệ trẻ và khiến cuộc sống của họ bớt rắc rối hơn thì không nên lan truyền những lời đàm tiếu nghe được từ người khác. Bạn sẽ không biết liệu những lời đàm tiếu này có phải là sự thật hay không. Nếu bạn lan truyền chúng mà không suy nghĩ thì bạn sẽ dễ dàng làm hỏng hình ảnh của chính mình. Vậy nên, khi bạn nghe những lời đàm tiếu, tốt nhất là bạn có thể im lặng và cười cho qua chuyện mà thôi. Đó cũng chính là cách xử lý thông minh nhất, vì những người khôn ngoan vẫn thường làm. Đôi khi việc bạn đưa chuyện như thế này còn làm chuyện bé xé ra to, một cái lông gà thành con gà mái. Và cuối cùng, khi mọi người hiểu ra rằng chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ lên vậy, thì người đưa chuyện sẽ thành đáng xấu hổ. Khi bạn cần đưa ra một ý kiến gì, đừng nên nói đó là của ai, mà hãy thẳng thắn nêu lên đó chính là ý kiến của mình. Đôi khi cũng chỉ là vô tình, không phải ác ý mà chỉ là do câu chuyện làm quà, mình thành kẻ đưa chuyện. Vì vậy, hãy suy nghĩ cẩn thận trong chia sẻ thông tin, không phải ai quý vị cũng chia sẻ được đâu. Mặt khác, bạn cần ghi nhớ rằng, những thông tin người khác chia sẻ với bạn thì bạn hãy nên kín đáo giữ trong lòng mình, biết với người đó thôi. Như vậy, bạn sẽ trở thành người bạn đáng tin cậy của mọi người, là chỗ dựa tinh thần cho bạn bè trong những lúc cần chia sẻ niềm vui nỗi buồn, sự tức giận và lòng thông cảm, quý vị nhé. Điều thứ hai, đó là tình xưa khó quên trong lòng. Tôi thường được nghe một câu nói như thế này, trong lòng mỗi người chúng ta đều có một người không thể nào quên được. Tình cảm là thế, không thể chối bỏ, chỉ có thể học cách chấp nhận mà thôi. Đúng là chúng ta ai rồi cũng sẽ không tránh khỏi một vài mối tình, những mối tình cũ không thể quên. Thế nhưng khi bước sang tuổi trung niên, hầu hết mọi người đều có gia đình ổn định. Trong lòng dù có oán hận đến đâu, cũng nên học cách buông bỏ, đừng vướng bận tình cũ trong quá khứ. Đặc biệt là đừng bao giờ tiết lộ về mối tình xưa khó quên ấy với người bạn đời của mình hay bất cứ ai khác. Bởi vì nếu như bạn cứ miễn cưỡng khăng khăng cho người khác biết nỗi lòng của mình, thậm chí theo đuổi tình yêu cũ một cách liều lĩnh thì sẽ dẫn đến mâu thuẫn gia đình, ảnh hưởng đến công việc, đời sống, thậm chí trở thành trò cười cho mọi người. Ngoài kia có biết bao nhiêu cuộc hôn nhân đổ vỡ, bao nhiêu câu chuyện đau lòng xảy ra cũng chỉ vì hai chữ tình cũ ấy. Rốt cuộc, tình yêu không chỉ là trồng hoa, chỉ cần bạn đều đặn tưới nước và bón phân đúng lúc, chắc chắn
nó sẽ đơm hoa kết trái. Hôn nhân không phải là trò trẻ con, càng không phải là món đồ chơi mà bạn muốn vứt bỏ là vứt bỏ. Thế nên, thay vì tìm ai đó để tâm sự, thì thà bạn tìm cách chôn chặt những cảm xúc này vào đáy lòng và trở thành một người bạn tri kỷ cả đời, theo dõi từ xa, ủng hộ người đó. Trên đời này, chúng ta không còn cơ hội sống lại hối hận, cũng không ít gì. Điều chúng ta làm là nên trân trọng hiện tại, quản lý hạnh phúc mình đã có. Ngoài hai điều kể trên, thì ba điều sau đây quý vị cũng cần cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi có ý định chia sẻ với bất cứ ai, đặc biệt là khi bạn đã về già nhé. Điều thứ ba, đó là tình hình tài chính, cũng là tài sản của gia đình mình. Dù bạn có kiếm tiền được nhiều hay ít, gia đình nắm giữ bao nhiêu, thì cũng đừng tiết lộ với người thân tình hình tài chính, gia đình của một người là một quyền riêng tư lớn. Chúng ta không được tùy ý tiết lộ. Có một câu chuyện về một chàng trai trẻ trong làng, người rất có năng lực và đã kiếm được một số tiền trong nhiều năm. Tuy nhiên, chàng trai rất thích khoe khoang, dù là họ hàng hay bà con lối xóm, anh cũng không ngần ngại khi nói về tiền của mình. Sau đó những người thân của nam thanh niên biết rằng, nam thanh niên đã kiếm được tiền, họ đã vay tiền của nam thanh niên, dù số tiền lớn hay nhỏ. Tất nhiên, nếu người thân đang cần tiền gấp thì phải giúp, nhưng những người thân đó lại nhờ anh ta vay tiền vì một số việc vặt vãnh. Nếu không cho vay thì mang tiếng nhỏ nhen ích kỷ. Nếu cho vay có thể số tiền của anh ta có thể không bao giờ quay về. Sau đó, ông của chàng trai trẻ đã nói với anh ta sự thật là không tiết lộ sự giàu có của mình. Và anh ta đã hiểu và nhận ra sai lầm của mình. Tiền của mỗi người không phải dễ dàng kiếm được mà phải bằng sự siêng năng chăm chỉ. Vì vậy, dù mối quan hệ của bạn đối với người thân tốt đến đâu, cũng đừng để tiết lộ chuyện tiền bạc của mình để tránh những rắc rối không đáng có. Điều thứ tư, đó là những mâu thuẫn xảy ra trong gia đình mình. Chẳng phải tự nhiên mà ông cha ta lại khuyên rằng không vạch áo cho người xem lưng. Có rất nhiều người hãy cứ cãi nhau với vợ, với chồng hay con cái không ngoan, không vừa ý với bố mẹ chồng, bố mẹ vợ thì liền mang đi kể ngay cho những người xung quanh cùng nghe. Thế nhưng làm như vậy là không nên bạn ạ, bởi lẽ việc xấu trong nhà không nên công khai, nhất là chuyện vợ chồng mâu thuẫn, gia đình thì không nên tiết lộ để tránh tiếng rắc rối không đáng có. Vợ chồng cãi nhau là chuyện thường tình, có khi cãi nhau rồi, một thời gian sau sẽ hòa giải. Nếu họ hàng can thiệp vào chuyện này, vốn dĩ chỉ là chuyện nhỏ. Tuy nhiên mỗi người một ý càng đổ thêm dầu vào lửa, sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Đến khi làm hòa cũng không được như xưa. Cãi vã hay xung đột là chuyện của hai người, không cần thiết phải cho người ngoài biết. Vì vậy, dù mối quan hệ của bạn với người thân tốt đến đâu, cũng đừng để lộ những mâu thuẫn trong gia đình. Điều thứ năm, đó là những mối quan hệ cá nhân. Trong cuộc sống thực, một số người đặc biệt thích thể hiện mối quan hệ của họ, nhưng như mọi người đều biết, điều này sẽ mang lại rắc rối cho chính họ. Bạn đã gặp những người như thế này hay chưa? Những người này họ nghĩ rằng việc khoe khoang như thế sẽ làm cho mình trở nên đắt giá hơn, được người khác xem trọng hơn. Tuy nhiên, đây lại là quan niệm hoàn toàn sai bạn ạ. Có câu chuyện kể về một người nọ rất thích thể hiện các mối quan hệ của mình. Anh ấy thường khoe rằng mình có quen biết với ông chủ của một tập đoàn lớn nào đó. Một lần, một người họ hàng nhờ anh giúp đỡ và nhờ ông chủ của một tập đoàn lớn mà anh ta khoe quen biết thu xếp công việc cho con trai của họ, nên rất ngại từ chối, mà nếu từ chối thì lại ảnh hưởng đến mối quan hệ. Cho dù mối quan hệ của bạn với người đó có thân tốt đến đâu, cũng đừng tỏ ra ràng buộc, tránh tự chuốc lấy phiền phức. Chúng tôi vừa chia sẻ với bạn với 5 điều mà bạn tuyệt đối không nên chia sẻ với những người xung quanh, dù có là họ hàng hay những người bạn bè thân thiết đến mấy. Nếu họ giữ bí mật cho mình thì không sao, nhưng ngược lại, nếu họ đem đi rêu rao kể lể thì không chừng tai họa sẽ ập đến. Do đó, cần hết sức cẩn thận, quý vị nhé. Quý vị thân mến, người xưa đã dạy, lời nói như bát nước đổ đi. Nước đổ đi rồi thì làm sao lấy lại được nữa. Vì vậy, trước khi nói, bạn cần phải cân nhắc thật kỹ xem nên nói điều gì và nên giữ kín điều gì. Có những chuyện mà bạn chỉ nên giữ cho người trong gia đình mình biết, chứ đừng kể với ai cả. Những câu chuyện này chỉ khiến cho bạn và những người trong gia đình mình thêm bẽ mặt,
Với bốn chuyện trong gia đình sau đây, quý vị đừng bao giờ mang đi kể cho người ngoài. Nếu không muốn rắc rối ngày càng to, nội bộ gia đình thêm bất hòa, lục đục quý vị nhé. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi chương trình. Câu chuyện thứ nhất, chuyện vợ chồng cãi vã. Vợ chồng là chim cùng rừng, cây liền cành. Dù yêu nhau đến đâu, nhưng khi ở chung một mái nhà, cả hai cũng không tránh khỏi mâu thuẫn. Người ta nói rằng, vợ chồng cãi nhau đầu giường làm hòa, cuối giường. Nói thế để hiểu rằng, vấn đề cãi cọ giữa hai người bạn đời với nhau hoàn toàn rất bình thường và là vấn đề thường nhật. Trong cuộc sống chẳng có cuộc cãi vã nào là không giải quyết được cả. Nếu cảm thấy vấn đề không giải quyết được, thì đôi bên nên tìm lại sự bình tĩnh, rồi cùng ngồi lại trò chuyện để tìm ra nguyên nhân. Thấy có nhiều người, đặc biệt là nhiều bà vợ, có thói quen, cứ cái nọ xích mích với chồng là lại đi kể lể với người ngoài để xin tư vấn. Trong khi đó, với hôn nhân, chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được, người ngoài đâu có hiểu thực hư vấn đề, hoàn cảnh thế nào, câu chuyện ra sao. Đôi khi bạn kể với bạn bè, rồi mù quáng đánh mất lý trí, làm theo lời khuyên nhủ sẽ dẫn đến sự tồi tệ hơn trong mối quan hệ. Hơn nữa, chúng tôi dám chắc, ngày chẳng ông chồng nào thích chuyện xích mích lại bị người ngoài biết được cả. Chắc chắn anh ấy sẽ vô cùng khó chịu khi vợ của mình đem chuyện đi kể lể khắp nơi như thế. Chưa kể một khi chuyện đã lan truyền ra ngoài thì chẳng còn bí mật nữa, nhất là những vụ xích mích vợ chồng. Bởi thế, những bàn cãi vã giữa cả hai thì tốt nhất là hai vợ chồng nên tự giải quyết với nhau. Đừng xin lời khuyên từ bất cứ ai cả. Không những thế, chuyện gia đình của bạn đôi khi lại trở thành trò tiêu khiển của nhiều người. Thêm nữa là bạn cũng đừng phàn nàn về chồng hay về vợ mình với những người khác. Điều này có nghĩa là bạn không tôn trọng, không biết giữ thể diện cho người bạn đời của mình. Chuyện thứ hai, đời sống riêng tư của hai vợ chồng. Đã là chuyện riêng tư thì tuyệt đối nên giữ bí mật. Với chuyện vợ chồng lại càng không được tiết lộ. Đôi khi nó là một cái thú vui nho nhỏ nhằm tăng cảm giác trong hôn nhân. Bạn lại đi kể ra bên ngoài thì còn gì là lý thú. Ngoài ra, những vấn đề khác đôi khi chỉ phù hợp với gia đình mà hoàn toàn bất đồng với bên ngoài. Vì bạn đi kể, đôi lúc nhận về những nhận xét không hay. Bạn nên nhớ rằng, điều xấu luôn chuyển đi ngàn dặm. Rất có thể khi bạn đi kể cho một người thân thiết, nhưng hôm sau câu chuyện riêng giữa hai vợ chồng đã được lan truyền đi khắp mọi nơi rồi, mà bạn có muốn điều đó xảy đến với mình hay không? Hơn thế nữa, kể câu chuyện riêng của hai vợ chồng cho người khác cũng khiến bạn đời cảm thấy không được tôn trọng trong mối quan hệ của cả hai. Mỗi khi định kể với bạn bè về điều gì đó, bạn hãy dành một chút thời gian để thử tưởng tượng xem bản thân mình sẽ có suy nghĩ ra sao và hành động như thế nào. Nếu chàng cũng đem chuyện riêng của hai người ra bình luận với người khác, chắc chắn bạn sẽ chẳng cảm thấy thích thú, thu hút gì đâu. Nếu cảm thấy thực sự muốn chia sẻ, hãy chỉ đưa ra một vài nhận xét ngắn gọn nhưng tích cực về bạn đời của mình thôi nhé. Bởi vậy, nên nhớ, chuyện riêng tư của vợ chồng thì đừng vội vàng đi kể lể với người khác. Chuyện thứ ba, tình hình tài chính của vợ chồng. Tài chính là vấn đề mà dường như ai cũng quan tâm. Không khó để bạn nghe được những câu hỏi như: một tháng chồng bạn kiếm được bao nhiêu tiền? Chắc là nhiều lắm nhỉ? Rồi cuộc sống hai vợ chồng có dư giả lắm không? Nghe được những câu hỏi như thế thì tốt nhất là bạn nên lờ đi. Đừng bao giờ vội vàng trả lời một con số chính xác bạn nhé. Kể cả hai vợ chồng bạn kiếm được nhiều tiền hay ít tiền thì tốt nhất hãy nên bảo mật câu chuyện tài chính giữa cả hai với người ngoài. Đấy không phải là vấn đề cần phải thổ lộ với người khác. Tốt nhất, nó nên là câu chuyện chỉ trong nội bộ vợ chồng biết với nhau thôi. Nếu như chồng bạn mà có thu nhập tốt kể ra ngoài thì bên cạnh lời suýt xoa khen ngợi còn có thể là sự ghen tị so sánh. Nếu như chồng bạn có thu nhập thấp thì chắc chắn anh ấy sẽ rất bối rối khó chịu. Khi biết được chuyện này, bạn đã thông báo kể lể với bạn bè. Trên đời này không có sự đồng cảm vĩnh cửu, trừ khi bản thân quý vị đã trải qua những gì người khác đã trải qua, bạn mới có thể thấu hiểu được khó khăn của người khác. Khi gặp khó khăn, đặc biệt là khó khăn về tài chính, thì bạn cũng trở nên tham khổ. Cũng đừng vay tiền của người khác. Vay quá nhiều thì tất nhiên bạn không thể vay từ họ. Vay quá ít, bạn sẽ không giải quyết được vấn đề, thậm chí còn ảnh hưởng đến tình cảm.
Với đàn ông, có những câu chuyện không được tiết lộ rộng rãi về vấn đề tiền bạc nằm trong số đó. Vậy nên bạn đừng phá hỏng mối quan hệ hôn nhân chỉ vì sự lỡ miệng của mình. Câu chuyện thứ tư, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Thời đại nào thì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vẫn luôn là điều khiến cho người khác phải sợ hãi. Thực tế cho thấy, có nhiều nàng dâu chán nản, mệt mỏi với mẹ chồng thì sẽ đi tâm sự kể lể ra bên ngoài. Nhưng nếu như câu chuyện đến tai chồng bạn, thì thực sự sẽ không thể nào vui vẻ được đâu. Dù sao đi chăng nữa, mẹ chồng cũng là người sinh ra chồng của chúng ta. Đàn ông lúc nào cũng có sự tin tưởng và bênh vực mẹ mình rất nhiều. Và hơn hết, chẳng có đứa con nào lại thích hình ảnh xấu của mẹ mình bị truyền đi khắp nơi như thế cả. Những lời kể lể của bạn, dù đúng hay sai, thì cũng sẽ làm mất uy tín mẹ chồng, khiến cho chồng của bạn sẽ cảm thấy xấu hổ và từ đó xích mích với bạn sẽ một tăng cao. Do sự khác biệt về huyết thống, tầm hiểu biết, cách nói, cách làm, chuyện mẹ chồng nàng dâu tất yếu sẽ dẫn đến mâu thuẫn gia đình triền miên. Tuy nhiên, mẹ chồng và nàng dâu cũng là người ở trong gia đình. Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu cũng không phải là chuyện gì hay ho để cho bạn kể lể mỗi ngày. Những người nghe chuyện của bạn, người cảm thông chia sẻ thì ít, người mỉa mai chê trách chúng ta thì nhiều. Vì vậy, tốt nhất trước mặt người ngoài, bạn tuyệt đối không nên kể lể chuyện mẹ chồng nàng dâu với người khác. Chị em phụ nữ nhớ nhé, để giữ được một cuộc hôn nhân hạnh phúc, tuyệt đối không nên chia sẻ với chồng những điều trên, tránh để chồng cảm thấy ức chế, khó chịu. Có thể việc đó chỉ lặp lại 1-2 lần, nhưng quá 3 lần thì chắc chắn không giữ được sự hòa thuận trong gia đình đâu. Vợ chồng là mối quan hệ thân thiết nhất trên đời. Hai bên dành phần lớn thời gian cho nhau, đồng hành với nhau, gắn bó với nhau cả đời. Trong mối quan hệ này cũng có nhiều vấn đề xảy đến bởi hai người xuất thân khác nhau, tiếp nhận giáo dục khác nhau. Bởi vậy, sự xích mích là không tránh khỏi. Xích mích này đôi khi cũng đến từ việc người trong cuộc không biết giữ mồm giữ miệng, gây ảnh hưởng đến cả hai. Bởi vậy, bạn nên nhớ 4 vấn đề kể trên trong đời sống vợ chồng, đừng kể lể ra ngoài, vừa đánh mất sự riêng tư, vừa khiến bạn đời khó chịu đấy.